Hello mọi người, bây giờ thì mình đang trên đường ra sân bay để bay về Việt Nam. Chuyến đi kỳ này thì mình sẽ quá cảnh hai nơi. Đầu tiên là ở LA và sau đó là đến Hàn Quốc. Đây sẽ là một chuyến đi khá là dài. Mình sẽ cố gắng quay được nhiều thước phim nhất có thể. Còn nếu như mà cái chất lượng hình ảnh nó không được tốt lắm thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Mình vừa đáp xuống sân bay Incheon của Hàn Quốc. Hiện tại bây giờ thì là khoảng 5 giờ sáng, cho nên là sân bay khá là vắng người. Bây giờ thì đoàn của mình phải mặc những cái trang phục bảo hộ để tiếp tục cho chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam. Các bạn có nghe thấy tiếng con nít khóc không? Cái chuyến bay này của mình đặc biệt có rất là nhiều bạn nhỏ. Mình hy vọng là tới mau mau, tại vì thấy các bạn khóc rất là nhiều, thấy cũng rất là tội nghiệp. Các bạn ơi, mình đã đến khách sạn ở Hội An, nơi mà mình sẽ ở trong 14 ngày cách ly sắp tới. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên mà mình không có bay thẳng từ Mỹ về thành phố Hồ Chí Minh, mà mình phải bay ra Đà Nẵng để hoàn thành thủ tục cách ly. Mới đầu thì mình cũng hơi lo, nhưng mà khi mà đến đây rồi thì mình thấy là khách sạn họ chuẩn bị rất là chu đáo, chuẩn bị đủ supplies cho mình trong 14 ngày luôn. Có lẽ ngày sắp tới thì mình sẽ đến từng ngày để được về nhà mọi người ạ. Thank you.
Và đây là một số những cái bữa ăn mà mình cảm thấy khá là hợp khẩu vị của mình trong 14 ngày cách ly ở đây. Cái khẩu phần ăn ở đây thì mình thích nhất đó chính là họ cho rất là nhiều rau củ quả. Tiếp đến thì những cái món cá kho của họ làm cũng rất là ngon. Họ làm theo khẩu vị của người miền Trung, rất là vừa miệng và cá cũng rất là tươi nữa. Thường thì một cái khẩu phần ăn sẽ bao gồm hai món mặn, hai món rau xào hoặc là luộc, một món canh và một món tráng miệng. Tuy nhiên lâu lâu thì khoảng từ 3 giờ tới 4 giờ chiều họ cũng có phục vụ thêm chè nữa, và đặc biệt những cái món chè ở đây thì rất là ngon luôn. Yay, mình đã xong 14 ngày cách ly. Bây giờ thì mình đang ở sảnh khách sạn để check out. Cái đoạn đường từ Đà Nẵng về thành phố Hồ Chí Minh thì mình phải đi bằng xe bus, bởi vì tình hình dịch bệnh cho nên là toàn bộ các chuyến bay đã bị hủy. Mình về đến Sài Gòn rồi mọi người ơi. Trong mười mấy năm đi du học ở Mỹ thì đây có lẽ sẽ là chuyến bay về Việt Nam mà mình nhớ mãi không bao giờ quên. Một cái chuyến đi mà nó không có giống một cái chuyến đi nào lúc trước cả. Ngay cả những cái ngày cuối cùng trước khi mà lên máy bay thì mình vẫn cứ đinh ninh là không biết cái chuyến bay này có thực hiện được hay không. Không chỉ riêng mình mà tất cả những người trên chuyến bay của mình đều đã phải trải qua một cái khoảng thời gian dài chờ đợi để được bay, và đã chuẩn bị tinh thần rất là kỹ càng để hoàn thành chuyến bay này. Thật sự là chuyến đi này đã có rất rất là nhiều khó khăn. Và mình không thể nào quay hết những cái chi tiết trong cái chuyến đi này, bởi vì mình phải lo giấy tờ và hành lý các thứ. Nhưng mà mình vẫn muốn quay lại cái vlog này, bởi vì mình biết nó sẽ là một cái kỷ niệm mà có thể nói là để đời á mọi người. Đến bây giờ khi mà ngồi edit cái vlog này thì cái cảm xúc của mình vẫn rất là đong đầy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nha. Chào tạm biệt.